Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng đến với những tin tức mới nhất về Nhã Phương và Trường Giang. Trường Giang, Nhã Phương lần đầu tiên thực hiện bộ ảnh ngọt ngào bên nhau ngày Valentine. Thưa quý vị và các bạn, vào đúng dịp lễ Valentine 14 tháng 2 năm nay, Trường Giang, Nhã Phương tung ra bộ ảnh ngọt ngào được thực hiện tại Đà Nẵng vào tháng 1 vừa qua. Được biết, bộ ảnh được thực hiện trong khoảng thời gian Nhã Phương quay phim mới tại Đà Lạt. Tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi, ông xã Trường Giang lên thăm vợ, đồng thời cả hai đã trốn con để thực hiện bộ ảnh thật đẹp làm kỷ niệm. Đây cũng được coi là bộ ảnh riêng đầu tiên mà cả hai chụp cùng nhau sau khi kết hôn. Trong từng khoảnh khắc, cặp đôi đều làm người hâm mộ phát ghen tị vì quá tình cảm lãng mạn. Theo chia sẻ của Nhã Phương và Trường Giang, dù bận rộn nhưng cả hai vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Hơn hết, cả hai vợ chồng đều hiểu rằng dù nổi tiếng tới đâu thì hạnh phúc bình dị của gia đình, những khoảnh khắc an lành, vui vẻ bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Đó cũng chính là lý do Trường Giang và Nhã Phương lựa chọn màu sắc vui tươi, ngọt ngào và bình dị để tái hiện lên tình yêu và cuộc sống của mình. Hiện vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang đang là cặp đôi được nhiều khán giả mến mộ nhất nhì Vbiz. Từng bị nói thua thiệt Harry Won, dù cùng lấy danh hài, cuộc sống hiện tại của Nhã Phương lại như bà hoàng sang chảnh không kém ai. Nữ diễn viên cho thấy bản thân được ông xã vô cùng nuông chiều. Xuất phát điểm y hệt Trấn Thành và Harry Won, đám cưới của Nhã Phương và Trường Giang diễn ra sau khi scandal tình ái của Mười Khó bủa vây đầy thị phi. Vượt qua miệng lưỡi dư luận, cặp đôi tiến vào lễ đường nắm chặt tay nhau, quyết vun đắp tổ ấm nhỏ. Người ta nghi ngờ cá tính trăng hoa của Trường Giang trỗi dậy bởi ông bà có câu ngựa quen đường cũ. Dư luận rình mò chờ châm biếm đôi vợ chồng son và hóng scandal ngoại tình của nam danh hài như trời hạn trông mưa. Đến thời điểm hiện tại, mọi người bị thất vọng nặng nề. Sau khi chung một nhà, trong mắt Trường Giang dường như chỉ có vợ anh. Anh đưa ra hàng loạt phát ngôn có phần dìm hàng nhưng đầy yêu thương về chân dung người vợ trong lòng anh. Vợ tôi không biết nấu ăn, nhờ tôi nấu ăn, lựa chọn thực phẩm, món ăn nên vợ tôi ăn nhiều cũng không sợ mập. Vợ tôi luôn ảo tưởng về cân nặng. Tình yêu thương không dừng ở lời nói, Mười Khó còn hành động, anh biến Nhã Phương thành công chúa của cuộc đời mình. Trên thảm đỏ mỗi khi vợ chồng cùng nhau xuất hiện, Trường Giang lăng xê chăm sóc vợ, cứ như anh sợ chỉ một cơn gió hay chút sơ suất của mình làm vợ yêu bị sự cố, chịu thiệt thòi. Anh không ngại trao cho bà xã nụ hôn ngọt ngào khi được đề nghị. Cũng từ khi chính thức là chồng người ta, Trường Giang luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ. Điều này có thể thấy thông qua các game show sự góp mặt của nam danh hài. Nhìn hành động bế bổng vợ trên bậc thang, chỉ sợ đôi giày cao gót làm nửa kia té ngã của nam danh hài, khiến hội chị em phát hờn tự hỏi rằng liệu chồng mình đã ngọt ngào với mình như thế lần nào chưa? Đâu chỉ chứng minh là người chồng, anh như một chuyên gia ẩm thực, biến vợ thành cô thiếu nữ bé bỏng để nâng niu. Vì sợ bệnh cuồng giảm cân của vợ, Trường Giang tận tay bón thức ăn, dỗ dành cần lấy sức làm việc. Ngoài nghệ thuật, nấu ăn là sở trường và là đam mê của anh. Nam danh hài không để vợ động tay vào bếp núc, đích thân làm món ngon, thay đổi mỗi ngày cho vợ đừng ngán. Anh tâm sự, khỏi nói ai cũng biết lần nào tôi nấu ăn cho vợ, cô ấy vỗ tay khen ngon, Nhã Phương chỉ thích ăn, món nào cũng ăn được, nhưng không biết nấu. Cuồng vợ, Trường Giang sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu dù là nhỏ nhất của Nhã Phương. Trong hôn lễ của MC Á hậu Hoàng Oanh, Trường Giang gây sốt mạng với hành động ngôn tình dành cho bà xã. Hình ảnh danh hài đất Quảng đợi shipper để nhận trà sữa và mang cho vợ khiến nhiều người không khỏi thích thú. Dù là đi tiệc tùng nhưng để chiều sở thích của bà xã và những người bạn thân của vợ, Trường Giang cũng luôn hết lòng. Mười Khó nổi tiếng tiết kiệm cho bản thân nhưng với vợ thì hầu như anh rất hào phóng. Đôi vợ chồng trẻ vừa có chuyến du hí ở Úc cùng bạn bè thân thiết sau thời gian dài chạy show vất vả. Bên cạnh việc tận hưởng quang cảnh thiên nhiên, cặp đôi tranh thủ shopping tẹt gà. Trên trang diễn đàn, bàn chuyện showbiz chia sẻ khoảnh khắc mua sắm đúng kiểu nữ quyền của cặp diễn viên. Trong khi Nhã Phương sắm loạt item đắt đỏ từ các nhà mốt đình đám trên thế giới như Gucci, Chanel, Trường Giang chỉ giản dị với các thương hiệu bình dân. Chăm vợ chu đáo, Trường Giang còn dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, phụ vợ chăm sóc con gái nhỏ. Vì vậy, con gái rất quấn quýt ba. Chia sẻ chuyện giấu con, Trường Giang khéo léo cho biết anh muốn bảo vệ tổ ấm của mình. Khi nào con chịu công khai với khán giả thì sẽ cho. Ví dụ như khi hỏi con có muốn cho mọi người biết con là con của ba không? Nó nói dạ thì đồng ý.
Còn bây giờ mình phải tôn trọng chứ. Với lại công khai nhiều người soi mói thì cũng buồn. Từ khi có con, Nam Danh Hải yêu vợ nhiều hơn và cảm nhận con như nhịp cầu gắn kết yêu thương của cả hai. Con làm cho hai vợ chồng tôi gắn kết với nhau nhiều, biết hy sinh nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Tôi khi quay xong show hay làm xong việc đều về nhà luôn. Được cái vợ tôi dễ lắm, miễn có gì đưa cô ấy ký là được. Cái gì cũng là của bà ấy. Thực ra hai vợ chồng cũng phải canh để chăm con. Ví dụ tôi đi thì vợ sắp xếp ở nhà và ngược lại. Có con rồi, hai vợ chồng thông minh hẳn ra, biết cái gì không tốt, cái gì không. Quá khứ Trường Giang có thể mắc nhiều lỗi lầm, nhưng khi con người ta sống vì hiện tại và hướng tới tương lai, Nam Danh Hải đã ấp ủ và là người chồng tuyệt vời, người cha mẫu mực. Khán giả yêu mến Nhã Phương cũng phần nào yên tâm, an ủi bởi lựa chọn của cô là không sai lầm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn lúc về mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những bản tin tiếp theo.